trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Putin đặt mục tiêu Nga vào nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2030. Robot hóa dự kiến mở ra chương trình mới trong xung đột Nga-Ukraine. Israel tấn công thủ đô Syria, san phẳng tòa nhà lãnh sự quán Iran. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị nội các đảm bảo Nga đến năm 2030 sẽ nằm trong nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên tổng sản phẩm quốc nội GDP theo sức mua tương đương. Danh sách các chỉ thị của Tổng thống Putin đã được đăng trên trang web của Điện Kremlin sau khi ông trình bày thông điệp liên bang trước Quốc hội vào tháng 2. Hãng tin TASS của Nga ngày 1 tháng 4 đưa tin nội các chính phủ Nga sẽ phải báo cáo với người đứng đầu nhà nước về tiến trình thực hiện mục tiêu vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Sau đó họ sẽ thực hiện báo cáo thường niên. Đặc biệt, Tổng thống Putin còn yêu cầu chính phủ đến năm 2030 tăng giá trị gia tăng trong ngành công nghiệp sản xuất thêm tối thiểu 40% so với mức năm 2022. Bên cạnh đó là giảm tỷ lệ nhập khẩu trong GDP xuống 17%, đồng thời tăng cường xuất khẩu phi năng lượng và phi tài nguyên lên tối thiểu 66%. Chỉ thị yêu cầu chính phủ giảm dần số lượng các khu vực có năng lượng tài khóa thấp vào tháng 9 năm 2023, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã hoàn tất giai đoạn phục hồi nền kinh tế. Khi đó ông Putin đánh giá nền kinh tế Nga vẫn chống chịu được áp lực trừng phạt từ các nước phương Tây. Hãng Euronews đưa tin, bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga vẫn là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Ngoài ra, mức lương tại Nga đã tăng mạnh trong năm qua, với những người có thu nhập thấp nhất cũng nhận được mức tăng 20%. Nga đã đối trọng được tác động của lạm phát ở mức 7,7% trong tháng 2. Cơ quan thống kê Liên bang Nga Rostat thông báo tăng trưởng nền kinh tế nước này năm 2023 là 3,6%. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính tăng trưởng kinh tế Nga năm trước vào khoảng 3%. Với bức tranh kinh tế khả quan của Nga trong năm 2023, IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2024 của nước này là 2,6%. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn trong lĩnh vực năng lượng, nguồn thu nhập chính của Nga. Tuy nhiên, ảnh hưởng toàn cầu của nước này vẫn gia tăng trong lĩnh vực điện hạt nhân, bất chấp hành động phối hợp trong việc tăng cường cấm vận dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, các nước phương Tây đã loại trừ năng lượng hạt nhân khỏi các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Trong bối cảnh đó, Mỹ ngày càng lo ngại rằng nếu tình hình không thay đổi, Nga không chỉ có nguồn thu vững chắc giúp duy trì xung đột ở Ukraine mà còn trở thành mối đe dọa an ninh sử dụng nguồn cung cấp nhiên liệu hạt nhân làm vũ khí ngoại giao. Vì vậy, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những bước đi cụ thể. Họ đã quyết định cung cấp khoản trợ cấp 150 triệu đô la Mỹ cho các công ty tham gia sản xuất uranium chất lượng cao và mức độ làm giàu thấp từ 5 đến 19,75% lưu mặc dù khoản trợ cấp này đòn mạnh vào doanh thu của Nga. Với sự kiểm soát mạnh mẽ hơn trên thị trường, họ sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và các cơ quan khác nơi các thỏa thuận quốc tế được quyết định nếu Nga cũng thống trị thị trường lò phản ứng thế hệ tiếp theo, các quy tắc quốc tế về chuyển giao và quản lý vật liệu hạt nhân có thể được xây dựng theo hướng có lợi cho Nga. Máy bay không người lái đã thay đổi cuộc xung đột ở Ukraine. Giờ đây, quân đội của cả Nga và Ukraine đều đang triển khai nhiều robot mặt đất hơn và cuộc đụng độ bầu trời mặt đất cũng trở nên căng thẳng hơn. Chuyên gia quân sự Nga gần đây đánh giá rằng cuộc tấn công quy mô lớn của các robot mặt đất Nga vào làng Bedichi ở Donetsk trong tuần trước có thể mở ra một chương mới trong cuộc đụng độ bằng các phương tiện chiến đấu tự hành. Theo đài Sputnik, trong cuộc tấn công nói trên, lực lượng Nga đã triển khai một nhóm xe không người lái được trang bị súng phóng lựu tự động AGS-17. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông Boris Rogin, chuyên gia tại Trung tâm báo chí quân sự chính trị, một tổ chức tư vấn về các vấn đề quân sự của Nga cho biết các phương tiện không người lái đã thực hiện vai trò hỗ trợ hỏa lực trong cuộc tấn công bằng cách chấn áp các vị trí đặt súng của đối phương và có thể tiếp tục hoạt động trong những tình huống mà tổn thất về người do hỏa lực của đối phương là không thể tránh khỏi. Ông Rosin cũng chỉ ra rằng phương tiện không người lái tấn công mặt đất đã xuất hiện từ khá lâu và điều khiến cuộc tấn công ở làng Bedichi trở nên nổi bật là việc triển khai nhóm robot này tham gia chiến đấu trực tiếp. Theo ông, loại robot trên có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau và được sử dụng cho các nhiệm vụ phi chiến đấu, bao gồm cả việc sơ tán thương binh và tiếp tế. Chuyên gia Rosin cũng dự đoán rằng loại vũ khí đặc biệt này sẽ được cải tiến hơn nữa trong tương lai gần và giống như máy bay không người lái FPV sẽ ngày càng trở thành một loại vũ khí phổ biến trên chiến trường. Ông Rosin nói, chúng tôi nằm trong số những nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này và rõ ràng là chúng ta sẽ chứng kiến việc robot hóa giao tranh hơn nữa bao gồm cả xung đột trên bộ đồng thời cho biết thêm rằng nga hiện có các phương tiện để sử dụng phương tiện không người lái mặt đất cho mục đích an ninh và nhiệm vụ chiến đấu mặc dù chuyên gia nga cho rằng việc moscow lần đầu tiên triển khai một phương tiện mặt đất không người lái có vũ trang cho một cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô lớn là một thành công vang dội nhưng theo tờ forbes ít nhất hai trong số năm hoặc sáu chiếc robot tấn công của nga đã bị vô hiệu hóa rồi nổ tung bởi máy bay không người lái của ukraine các robot mặt đất dường như dài khoảng 1,5 mét vì chúng mang theo súng phóng lựu AGS-17 đã bắt đầu hoạt động như một phần trong các cuộc tấn công liên tục của quân đội Nga ở phía tây Adipka một tháng sau khi thành phố này bị Moscow kiểm soát. Forbes cho rằng điều mà chuyên gia Rosin không đề cập đến là lữ đoàn cơ giới số 47 của quân đội Ukraine đã gây nhiễu hoặc làm hư hại ít nhất là hai trong số các robot và sau đó điều động các máy bay không người lái nhỏ ở góc nhìn thứ nhất FPV để cho nổ tung chúng mong muốn lấp đầy khoảng trống về hỏa lực do viện trợ của Mỹ bị đình trệ. Kiev đã trao quyền cho một mạng lưới gồm hàng trăm xưởng nhỏ để chế tạo ít nhất 50.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV mỗi tháng. Các lữ đoàn Ukraine trang bị cho mỗi FPV một đầu đạn lựu đạn hoặc đầu đạn tên lửa và điều trước FPV lao về phía quân đội Nga có khả năng cách đó hàng km. Đây được cho là một biện pháp cho phép các lữ đoàn Ukraine thiếu pháo binh tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công mặt đất quy mô lớn của Nga. Theo ông Samuel Bennett, cố vấn của CNA chuyên về công nghệ quân sự Nga có trụ sở ở Virginia, nước Mỹ, những chiếc FPV nhỏ xíu có khả năng tiêu diệt bộ binh cũng như các phương tiện có người lái và không người lái ở mức độ quyết liệt như nhau. Ông Bennett nói, đây là sự cân nhắc để phát triển hệ thống mặt đất. Lớp giáp chống máy bay không người lái giống như chiếc lồng có thể giúp bảo vệ các phương tiện có người lái và phương tiện không người lái có thể yêu cầu sự bảo vệ tương tự. Truyền thông Iran đưa tin cuộc tấn công mới của Israel vào thủ đô Damascus, Syria trong ngày 1 tháng 4 đã phá hủy một tòa nhà bên cạnh đại sứ quán Iran. Truyền thông Iran xác định tòa nhà là nơi ở của đại sứ Iran. Tuy nhiên, đại sứ Iran, ông Hossein Akbari cùng gia đình không bị thương trong vụ tấn công này. Hai phóng viên AFP có mặt tại hiện trường xác nhận tòa nhà bên cạnh đại sứ quán Iran đã bị san bằng tại một khu dân cư cao cấp của Damascus. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh khẳng định tên lửa của Israel đã phá hủy tòa nhà bên cạnh Đại sứ quán Iran ở Damas, khiến nhiều người thiệt mạng. Những phóng viên của Reuters có mặt tại hiện trường ở Masjid nhìn thấy khói bốc lên từ đống đổ nát của một tòa nhà bị san bằng và xe cấp cứu đậu bên ngoài. Cuộc tấn công cũng khiến chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi cùng một số nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng. Theo Reuters, tòa nhà đã bị san phẳng, điều được mô tả là sự căng thẳng xung đột rõ ràng đáng kinh ngạc ở Trung Đông sẽ khiến Israel chống lại Iran và các đồng minh của nước này. Kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát bởi cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel, quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào Syria chống lại IRGC và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban do Iran hậu thuẫn. Cuộc tấn công ngày 1 tháng 4 là lần đầu tiên Israel tấn công vào khu đại sứ quán rộng lớn. Lực lượng Quds là lực lượng tình báo quân sự và hoạt động độc lập của IRGC. Tướng Zahedi được cho là phụ trách các hoạt động của mình ở Syria và Liban. Một chỉ huy khác của lực lượng Quds tướng Razi Mousavi cũng đã bị giết ở Damas vào tháng 12 năm ngoái cũng bởi một cuộc không kích của Israel mà không được chính thức thừa nhận. Trong diễn biến liên quan, trước đó nhiều tên lửa Israel đã tấn công một tòa nhà dân sinh ở quận Kaf Susa tại thủ đô Damas của Syria. Quận Kaf Susa là nơi tọa lạc của các tòa nhà dân cư, trường học và trung tâm văn hóa Iran, cũng như nằm gần một khu phức hợp quy mô lớn được canh gác nghiêm ngặt và được các cơ quan an ninh sử dụng. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp. Tiếng nổ còn khiến trẻ em ở một trường học gần đó hoảng sợ và xe cứu thương đã nhanh chóng được huy động tới hiện trường. Kể từ khi xung đột tại Syria bùng phát, quân đội Israel mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào nước láng giềng, song hiếm khi thông báo về hoạt động này. Mục tiêu trong những đợt tập kích nói trên chủ yếu là vị trí các nhóm dân quân thân Iran và quân đội chính phủ Syria. Iran là nước ủng hộ chính cho Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài gần 12 năm ở Syria